hướng dẫn cái tính giá trị hệ số tương quan mẫu với viết phương trình hồi quy tuyến tính mẫu mà mình bấm bằng máy tính đó. Thì có nhiều em thì thấy cái phần này giải chưa có được, cho nên bây giờ thầy hướng dẫn này. Thì thứ nhất là hướng dẫn bằng cái máy tính 580 ha, các em theo dõi nha. Từ cái màn hình mình bấm là gì, menu 62 62 tức là thống kê hai biến đó. Nhưng mà thường đó là cái máy tính của mình nó sẽ không có cột N, cho nên mình phải lôi cái cột N ra đó. Thì cái cách mà để cho máy tính nó hiện cái cột N lên đó thì mình bấm shift menu mũi tên xuống, chọn số 3 rồi bấm số 1 là nó sẽ hiện cái cột N lên. Còn bây giờ mình muốn tắt cái cột N này thì bấm shift menu mũi tên xuống số 3 số 2 là cái cột N đó. Thì đối với cái bài này đó, trong cái đề kiểm tra đó thì ở đây nó cho là điểm thi giữa kỳ ít và điểm thi cuối kỳ của một nhóm sinh viên thì cho trong cái bảng như sau. Ít là điểm thi giữa kỳ ha, y là điểm thi cuối kỳ, để cho bảng như sau. Bây giờ mình muốn tính cái giá trị hệ số tương quan mẫu giữa ít và y đấy. Thì ở đây là các em phải nhập ít vô trước nè. Đấy, nhập ít vô. X đây là 7.7 5 7.1 7.2 8.1 9.4 9.6 9.9 9.9 và 6.7. Về Y thì nó là 8.2 rồi 6.6 7.8 5.4 4.7 8.5 9.9 9.9 6.8. Thì sau khi mình nhập dữ liệu vô thì mình bấm AC thì để tính giá trị hệ số tương quan mẫu đó. Thì ở đây em bấm option nè, mũi tên xuống nè, rồi chọn số 4, rồi thấy cái chọn số 3 là R đó, bấm dấu bằng ra. Thì lúc này nó ra là 0,6199 thôi. Ở câu B thì nó là kiểm định giả thiết về hệ số tương quan, thì cái này các em xem tài liệu. Còn cái viết phương trình hồi quy tuyến tính mẫu giữa x và y, thường đó là mình sẽ viết phương trình y theo x. Khi mà đề nó không có nói rõ thì mình sẽ tính viết phương trình hồi quy y theo x. Y theo x thì ở chỗ này đó, thì trong máy tính của chúng ta nó khi mà chúng ta nhập dữ liệu vô đó, nhập dữ liệu vô thì ở đây cái cột x của mình đó là điểm giữa kỳ, y là điểm cuối kỳ. Như vậy thì mình muốn dự đoán y theo x là như thế này ha. Y theo x là đúng theo 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 cái bảng này. Rồi bây giờ mình sẽ viết cái phương trình hồi quy tuyến tính mẫu ha. Thì phương trình hồi quy tuyến tính mẫu thì nó sẽ dạng y bằng a cộng b nhân x, tức là cái hệ số b là cái hệ số đi với x ha. Đấy, cho nên ở đây thì khi mà em bấm đó, thì option nè, rồi mũi tên xuống nè, số 4 nè, em bấm cái hệ số a ra trước cũng được, hệ số b ra trước cũng được, bấm hệ số a thì nó là 0 1,9388 1,9388 ha. Đấy. Còn cái hệ số b tức là hệ số mà gắn với chữ x á. Thì mình chọn số số 2 tức là chữ B này, sẽ là 0,7122. Thì bây giờ nó yêu cầu là dự dự đoán một sinh viên có điểm giữa kỳ là 7.5, thì hãy dự đoán xem sinh viên đó có điểm cuối kỳ là bao nhiêu. Thì ở trên đây mình không thấy là chỗ nào có 7.5 hết. Thì mình dựa vào cái phương trình hồi quy này để mà mình dự 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 báo ra, tức là nếu mà x mũ nó bằng 7.5 thì y mũ nó bằng bao nhiêu. Thì ở đây á, thì mình có thể là từ trực tiếp từ cái phương trình này nè, mình thay vô. Chẳng hạn như ở đây mình sẽ có là 0,7122 nhân cho 7,5. Lúc này x nó đóng vai trò là số 7,5. Rồi mình cộng thêm là 1,9388. Thì khi mà mình nhập như thế mình bấm vô bằng thì nó ra là 7 7.28, 7.28 tức là gần 7.3.
Vì thì nếu x mà 7.5 thì dự báo là y y khoảng bằng là 7.3. Đó là một cách. Còn một cách nữa thì em có thể bấm cái x vô. X như thế này. Rồi em bấm thêm cái chữ y mũ. Nếu x, tức là ở đây nếu x mà thì em bấm số 5 ha. Tức là nếu x mà 7.5 thì y mũ là bao nhiêu, thì ở đây ra y mũ. Tức là nó hơi sai khác so với cái cách mà mình thế cái giá trị x vô. Bởi vì á, là khi mà mình sử dụng cái phương trình này á, thì nó đã có sai số nhiều hơn cái sai số ở trong máy tính của mình. Đấy, còn nếu mà mình sử dụng mình bấm cái cách này á, thì nó sẽ sử dụng cái phương trình ở trong nó đã lưu trong máy tính sẵn, thấy không? Và phương trình trong lưu trong máy tính sẵn thì nó sai số ít hơn cái phương trình ở ngoài này. Đấy. À, tuy nhiên thì à, mình có thể sử dụng một trong hai cách để làm bài thi ha. Rồi tiếp theo là thầy hướng dẫn cái máy 570. Thì đối với 570 đó thì em bấm mod 32 ha, mod 32. Thì hiển nhiên là khi mà mới đầu tiên đó thì em bấm mod 32 thì cái máy tính này đó thì nó cũng chỉ có hai cột X và Y thôi. Trong trường hợp dữ liệu mà nó có tần số nữa thì mình mới hả lôi cột tần số ra. Ví dụ như mình gọi cột tần số ra bằng cách là bấm shift mod nè. Mũi tên xuống nè. Rồi chọn số 4 nè, rồi chọn số 1 nè, thì này cột tần số nó không có hiện chữ N như máy 580 mà nó hiện chữ FREQ, tức là frequency đó, frequency là tần số đó. Thì đối với cái bài này thì mình không còn cần cái cột tần số, không cần cái cột tần số. Đấy, cho nên là em bấm shift mode, mũi tên xuống, số 4, số 2, tức là nó chỉ còn hai cột XY thôi. Và mình cũng nhập dữ liệu như máy 580 ha. Chỗ này là số 5. 7.1. 7.1. Rồi tới 7.2. 8.1. 9.4. Rồi 9.6. 9.9. Chữ này là 6.7. Rồi cái y thì ở đây là 8.2. 6.6. 7.8. 5.4. 14.7. Rồi 8.5. 9.9. 9.9 hai lần. Một cái là 9.9 mà nó ứng với 9.6, cái 9.9 ứng với 9.9. Còn 6.7 thì nó ra 6.8. Đấy, thì sau khi mình nhập dữ liệu xong cũng bấm AC. Thì đối với máy tính 570 này đó thì để tính giá trị hệ số tương quan mẫu thì bấm là shift 1. Shift 1 ha. Và chọn số 5, cái chữ Z này nè. Chữ Z này chọn số 5. Rồi sau đó chọn số 3. Thì giá trị hệ số tương quan mẫu là nó là 0,6199. Ở đây là cái số trong máy tính đó nó hiện thế này. Bây giờ mình muốn làm tròn bốn chữ số thì bấm Shift Mode. Rồi chọn số 6, chọn số 4 thì lúc này nó làm tròn cho mình hơn. Thấy không? Đấy, còn cái phương trình hồi quy thì mình cũng bấm cái hệ số AB như thế thôi. Bấm Shift 1. Rồi 5. 1 là cái chữ A đó. Cái A đó thì nó sẽ ra là 1,9388 này. À, shift 1, 5, 2, chữ B, 0,7122 này. Rồi sau đó là em bấm dự báo. Dự báo thì mình cũng làm như thế. Tại vì đây là phương trình y theo x, cho nên mình nếu mà mình cho cái x thôi là 7.5 thì mình sẽ bấm cái y mũ ra. Y mũ ra như thế này. Đấy, thì nó sẽ ra là 7.28801.